Ok, hôm nay Duy Kỳ hướng dẫn mọi người cách mà renew được cái visa của mình nè. Thì cái phần này á, những bạn nào mà không có chưa ly dị hoặc là đã ly dị rồi á, thì mình tự làm cho mình vẫn được nha. Thậm chí những bạn mà đã ly, những bạn mà chưa có ly dị á, thì hả mình vào tự dùng SIM pass của mình vào mình làm cho bản thân mình cũng được. Thì mọi người chỉ có cần vào cái IC website này nè. Sau đó mọi người chọn cái phần apply for renew á. Cái phần chở PR này nè ha, mình chọn cái mục thứ hai. Rồi sau đó mình sẽ chọn, tại vì cái này mình làm cho tự bản thân mình mà, thì mình sẽ chọn là cái PR này nè, mình chọn cái này. Rồi, Yuki sẽ chọn cái đầu tiên nè, tại vì mình tự làm cho mình thì mình chọn cái đầu tiên. Sau đó mình scan vào nha, khi mà mình scan vào thọ rồi thì nó sẽ hiển thị hết những cái này lên nè. Thì Yuki đã ly dị thì Yuki sẽ ghi vào là ly dị email của mình. Đây mình cứ bấm yes. Nếu mà tên mình và ngày tháng năm sinh không có thay đổi thì mình vẫn bấm yes ha. Rồi cái này là hộ chiếu nè. Rồi cái số hộ chiếu mình thì mình ghi ghi cái số hộ chiếu mới của mình vào nhé. Rồi cái ngày này là cái ngày cấp hộ chiếu nè. Cái ngày là ngày hết hạn nha. Cái ngày này là ngày hết hạn của hộ chiếu nè, ngày hết hạn này, ngày cấp nè. Yuki xem cái nơi mà nó cấp cho Yuki là bên sinh thì Yuki ghi bên sinh, còn những bạn nào mà họ cấp ở Việt Nam, hộ chiếu cấp ở Việt Nam thì ghi ở Việt Nam nha. Của Yuki thì cái nơi cấp thì nó là cấp ở bên sinh cho nên Yuki ghi bên sinh. Hiện tại mình quốc tịch Việt Nam thì mình vẫn để nguyên nè. Nè, nếu mà bạn nào đi đang làm việc thì mình ghi vô làm nè. Mình làm đâu thì mình ghi vô đó. Của Yuki thì mình làm gì mình cứ ghi đó. Địa chỉ mình thì mình ghi địa chỉ mình vào, địa chỉ nơi làm việc á. Cái này là 6 số đuôi của cái địa chỉ mình, địa chỉ nơi làm việc nè. Rồi cái này là bằng cấp của mình. Mình có bằng cấp nào thì mình ghi bằng cấp đó ha. Cái này Yuki học bên sinh thì Yuki ghi bên sinh. Còn những bạn nào mà học bên Việt Nam thì ghi Việt Nam. Còn những bạn nào mà không có bằng đó, thì mình cứ ghi không có bằng cũng không sao hết. Rồi khi mà mình kiểm tra lại hết một lần nữa, mình kiểm tra là tên nè, ngày tháng năm sinh nè, email, rồi mình kiểm tra hết thông tin của mình. Nếu mà đúng hết á thì mọi người cứ ghi vào đó, đúng hết là mọi người cứ bấm nè đó, chọn cái mục này nè, xong rồi mình bấm next. Đó mọi người nhìn là successful submitted nè.
Cái này là cái mà mình kiểm tra cái VR của mình. Cái này thường mình đợi trong vòng mấy tiếng là có à. Thường trong vòng trong ngày đã có những bạn nào mà chưa có ly dị chồng là trong nhà vòng à. Mấy phút là có, còn của Yuki tại vì do ly dị rồi á cho nên nó sẽ hơi lâu tí xíu. Thì Yuki vào cái phần inquiry này nè. Thì khi mà mình vào đây đúng không? Thì nó sẽ hiện cái trạng thái là approve rồi nè, thấy không? Của Yuki là tại vì nó họ họ đòi hỏi hơi nhiều tại vì mình ly dị đó. Cho nên là họ đòi hỏi là mình phải đưa giấy tờ chứng minh là mình đã ly dị, cho nên là nó sẽ hơi lâu. Yuki apply 14 hôm nay 20 mới trả lời ok nè. Thì khi mà cả kết quả này đúng không? Thì mình sẽ bấm vào process cái màu xanh bên này nè ha. Thì mình bấm vào mình trả tiền, cái này là mình trả 50 đô nè. Đó. Đúng rồi, xong rồi cái mình vào đây đúng không? Thì mình sẽ xếp cái này vào PDF file trước. Thường Yuki làm xong cái gì Yuki hay lưu nó lại. Mình lưu nó lại. Yuki sẽ lưu nó ngoài một cái nào trước đã. Đó, khi mà mình lưu nó rồi thì để Yuki xem nha. Rồi mình bấm vào chữ đây nè để mình in cái giấy BIA của mình nè, thấy không? Cái giấy mà mình kêu là EAP á. Đó, vậy là xong rồi đó.